Rồi, thôi chúng ta làm việc nha. À, hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần tôn giáo bản địa. Hôm rồi tôi có nói sơ sơ, Ngọc Khang nói vô cái gì ghi theo cái ý này đi. Nói lại cái này một chút xíu đi. Như vậy là chúng ta còn khoảng buổi này rồi còn khoảng 2-3 buổi gì nữa phải không? Tôi định là có thời gian tôi sẽ nói cho toàn thể quý vị nghe thêm một cái chuyện là đúng ra trong chương trình học thì nó không có cái đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó quý vị cũng rất là cần thiết với cái kiến thức của mình. Bởi vì nó mang một cái hơi hám với cái tôn giáo bản địa mà có thể nói ra ai ta cũng biết, nhưng mà hiểu sâu người ta không hiểu, là cái chỗ cái giáo phái Bình Xuyên đó. Tại sao nó vậy? Rồi có lúc cái Bình Xuyên Hòa Hảo Cao Đài nhập trở lại nó phức tạp vô cùng. Thì tôi tính là nếu có thời gian mà quý vị chịu nghe thì làm buổi nữa cái chuyện đó nha. Rồi, về tôn giáo bản địa thì trước hết là quý vị thấy là tôn giáo bản địa nó đúng ra nó là nó xuất phát từ cái tôn, từ cái tín ngưỡng nguyên thủy của cái dân tộc đó, thì từ đó nó mới phát triển lên thành cái tôn giáo bản địa. Nếu mà nói tôn giáo bản địa của Việt Nam thì cũng nhiều người có thể người ta cho rằng là cái thờ mẫu đó là cái tôn giáo bản địa gốc của Việt Nam. Nhưng mà như chúng ta biết, thờ mẫu là một cái hiện tượng tín ngưỡng phổ biến từ Bắc chí Nam, mà nó có từ xa xưa và liên tục kéo dài cho tới bây giờ. Và nó có một cái ảnh hưởng rất lớn rộng khắp trong cái đời sống xã hội ở khắp các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Mà ngay cả trong những cái nơi thờ tự của các cái tín ngưỡng xuất hiện sau này, tín ngưỡng thế giới, tín ngưỡng bản địa cũng có hơi hám cái hình ảnh của cái tín ngưỡng thờ mẫu. Thế nhưng mà người ta chưa gọi đó là một cái tôn giáo được. Đó là một cái hiện tượng tín ngưỡng phổ biến. Nó do cái hoàn cảnh là kinh tế, địa lý, văn hóa, xã hội của đất nước của mình. Nhưng mà để là một cái tôn giáo thì nó phải có đủ những cái yếu tố. Cái đủ yếu tố tức là có tín ngưỡng, có giáo chủ, có kinh lễ, có tín đồ, có thầy tu, có hệ thống. Nhưng mà thờ mẫu thì nó lại thiếu những yếu tố đó. Nó ăn sâu vô coi như là một cái tập quán của cái dân tộc Việt, của người Việt chúng ta. Vì vậy cái tôn giáo bản địa của Việt Nam, nếu tách cái thờ mẫu ra, thì cái xuất hiện của tôn giáo bản địa của Việt Nam nó lại có những cái nó khác với các cái tôn giáo bản địa khác ra trên thế giới. Thế thì thường tôn giáo bản địa thì nó xuất phát từ cái tôn giáo nguyên thủy của cái dân tộc đó, của cái vùng đó, của cái miền đó, của cái địa phương đó, sau này trở thành cái của cái nước đó. Thì chúng ta thấy những yếu tố để xuất hiện những cái tôn giáo nguyên thủy từ trước mình thấy đó, là từ cái sự yếu kém, từ cái nhỏ bé, từ cái khổ đau của con người trước những cái sức mạnh của siêu nhiên mà con người không có làm cái gì để chống chọi lại được. Thành thử ra con người bắt đầu mới tin vào thần linh này kia nọ các việc. Rồi khi mà có giai cấp rồi nó là bóc lột, nó sử dụng cái giai cấp thống trị đó để đàn áp, bóc lột giai cấp bị trị, thì cái người cùng khổ bị thêm cái nữa,
Thành ra từ đó nó mới xuất hiện tới cái chỗ là người ta phải nhờ vô cái một cái sức mạnh siêu nhiên rồi đó. Ví dụ người ta cùng cực quá, người ta khổ sở quá, người ta oan ức quá, người ta đánh có không lợi mà ta nói có không ai nghe, à, người ta cứ bước ra ngoài, người ta dầm gẳng, người ta kêu trời ơi vậy thôi, thì tức là người ta thấy người ta không còn cái chỗ nào để dựa nữa. À, thì chính vì những cái đó, nó bắt đầu nó xuất hiện cái tôn giáo bản địa. Trước đây nó là đa thần, nó tự rình, dần dần nó xuất hiện cái tôn giáo bản địa là độc thần. À, độc thần. À, mà mình học các cái tôn giáo là các tôn giáo lớn thế giới, mình thấy rồi đó. Và khi cái tôn giáo đó nó lan tỏa được ra với phạm vi rộng, không phải trong cái bộ tộc, bộ lạc, mà ra cái vùng, cái miền, thì nó ảnh hưởng rộng ra, nó trở thành tôn giáo thế giới. Trở thành tôn giáo thế giới. Còn cái nào mà nó không ảnh hưởng ra vùng miền, nó chỉ là bó rọ lại trong một cái khuôn khổ nào đó, trong cái phạm vi hành chánh nào đó, trong cái phạm vi địa lý nào đó, thì nó là thành cái tôn giáo dân tộc của cái dân tộc đó. Thế thì tôn giáo bản địa của Việt Nam nó cũng trên một cái nền tảng như vậy, nhưng có một cái điều mình thấy, nó lại là một cái tôn giáo nó xuất hiện là sau đó, sau hết những cái tôn giáo mà đã có mặt ở đây, nó là tôn giáo mới. Nhưng mà tại sao mình nói tại sao cái tôn giáo mới? Quý vị để ý cái chỗ tôn giáo địa Việt Nam, lát quý vị xem, ví dụ Tứ Ân Hứa Nghĩa nè, Bửu Sơn Kỳ Hương nè, Hòa Hảo nè, Cao Đài nè, sau này có mấy cái đạo nhỏ như đạo ông Trần ở ngoài Cù Lao Long Sơn, ở ngoài Vũng Tàu nè, ông đạo Dừa trước đây ở Bến Tre nè, quý vị đều thấy một cái chuyện là nó mang cái hơi hám, cái ảnh hưởng của Phật giáo không? Của Phật giáo không? Chứ không phải Hồi, cũng phải Tin Lành, không phải Thiên Chúa, không phải Hindu, mà mang hơi hướng của Phật giáo không? Mà mang hơi hướng của Phật giáo, mà Phật giáo không phải thuần là Phật giáo. Mà Phật giáo nó lại có trộn cái Khổng giáo, cái Lão giáo trong đó. Cái Khổng giáo, cái Lão giáo trong đó. Tại sao nó vậy? Bây giờ mình đi vô mình tìm hiểu. Như vậy, nguyên nhân, nãy giờ nói là cái khái niệm cái tôn giáo bản địa đó, giờ theo nguyên nhân. Nguyên nhân của sự ra đời các cái tôn giáo bản địa của Việt Nam để rồi quý vị sẽ thấy, khi quý vị phân tích lại hết cái nguyên nhân đó, mình sẽ thấy cái, luôn luôn nó mang cái đặc điểm chung là hơi hám của cái tư tưởng Phật giáo. Tất cả nó mang cái là xu hướng của nó là nhập thế. Và cái giáo lý kinh lễ của nó mang cái tính chất dung hợp. Tức là Phật, Lão, Khổng gì, mình thấy nó cũng có bóng dáng đó hết. Và cách thức tu hành là nó giản lược một cách đơn giản. Tức là không có câu nệ về là chùa hay là tượng hay là những cái lễ lạc lớn gì đó, không có câu nệ. Và đặc biệt quý vị để ý cái nữa là nó không có cái là cắt ái ly gia, tức là không có thoát ly khỏi gia đình mà vô cái chỗ tu không, mà vẫn gắn trong gia đình. Và một cái nữa, tất cả những tôn giáo bản địa đó, lòng trong đó là cái lòng yêu nước. Lòng yêu nước. Cái gì sẽ để ý những cái lớn đó, rồi mình đi vô mình sẽ thấy đó. Giờ, cái thứ nhất,
là về nguyên nhân xã hội. Xã hội mình đi vô phân tích các nguyên nhân xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị của cái bối cảnh đó để nó ra cái này. Bởi vì mình thấy là cái tôn giáo bản địa là thường là xuất hiện ở những nơi thâm sơn cùng cốc, không có cái tôn giáo nào ở đó trơn á. Còn cái tôn giáo bản địa Việt Nam nó lại xuất hiện ở cái chỗ mà là những hàng chục cái tôn giáo lớn nó có mặt ở đây hàng ngàn năm đây, mà vẫn phải xuất hiện cái tôn giáo bản địa nữa. Nó lại khác cái đó. Thế thì chúng ta thấy trước hết mình nghiên cứu cái chỗ về mặt xã hội. Vì tôn giáo bản địa, cái gì để ý nữa là nó chỉ xuất hiện ở miền Tây thôi, ở cái Nam Kỳ thôi, chứ không phải Trung Kỳ, không phải Bắc Kỳ đó. Thì mình mới để ý cái chỗ cái nguồn gốc của cái vùng đất này, cái vùng đất này. Thế thì mình thấy là như trong cái phần sử trước đây tôi có giới thiệu cho toàn thể quý vị thế, nguồn gốc thì trước đây là một cái vùng đất của người Chân Lạp. Từ những thế kỷ trước thế kỷ thứ 18 thì nó là đất của người Chân Lạp, mà lại đất nó rất là cái vùng đất trũng ngập nước, rừng mà rừng ngập nước, hoang sơ, dân cư rất là thưa thớt. Rồi nó xảy ra rất nhiều cái việc là mở rộng đất xuống phía nam của các cái triều, của các cái thời Chúa Nguyễn. Rồi người Tiều của Trung Quốc chạy qua sinh sống sau khi mà nhà Thanh bị nhà Minh bị nhà Thanh là thôn tính. Rồi cái việc là giành giật ngôi báo của các cái triều vua Chân Lạp. Tức là nó đánh tới đánh lui của cái vùng lộn xộn này. Và mãi cho tới cuối thế kỷ, gần cuối thế kỷ thứ 18, vào nửa cái thế kỷ thứ 18, tức là khoảng năm 1770, thì coi như cái vùng đất này nó mới trở thành một cái vùng đất mà Chúa Nguyễn bắt đầu là thống trị, sau khi mà Mạc Cửu mới là giao sát nhập toàn bộ cái vùng ở phía tây, ở dưới, từ sông Tiền, sông Hậu kéo dài xuống kia vào dưới đất của Chúa Nguyễn. Thế thì như vậy chúng ta thấy một cái vùng đất về mặt địa lý là rừng rậm ít người, rồi là thú dữ sâu, rồi đủ cái thứ chuyện, tức là rừng thiêng nước độc ở đây. Người ta đến khai khẩn, dân tứ xứ, đủ thứ cái sắc tộc ở cái vùng này. Chúng ta để ý là có bốn cái sắc tộc chính: người Kinh, người Khmer, người Tiều và người Chăm. Người Chăm vì từ thế kỷ thứ 17 17 16 17 thôi là ngoài kia là các cái triều, từ là triều Trần, Lý Trần Hồ Lê sau này đó, đã đánh vô trong này, cho nên một số những cái cư dân của người Chăm họ mới chạy xuống dưới này. Mà nhất là khi vào giữa cuối thế kỷ thứ 17, giữa cái thời của chúa Nguyễn Phúc Nguyên, thì thông tính cả cái vùng đất Chim Thành, cho nên một số người họ phải chạy xuống vùng này, cho nên nó trộn ở dưới này là bốn cái sắc tộc chính. Và khi như vậy chúng ta thấy là khi bốn cái sắc tộc đó họ vào đây thì tất nhiên mỗi sắc tộc có một cái tín ngưỡng. Người Hoa thì họ mang với vây những cái tín ngưỡng của là Nho Học Khổng Lão. Nho Học Khổng Lão. Người người Chân Lạp thì họ giữ đó cái hệ thống tín ngưỡng của cái
Phật giáo Nam Tông trộn lẫn với cái hệ thống tín ngưỡng Hindu. Hệ thống tín ngưỡng Hindu chứ không phải đơn thuần là Nam Tông không. Người Chăm họ vào đây, họ mang theo vào đây cả những cái hệ thống tín ngưỡng bản địa đó, kể cả cái tín ngưỡng của cái là Hồi giáo. Dân tộc Việt thì từ tứ phương ở ngoài kia xuống cái này. Thì quý vị để ý một cái điều, khi mà đời Lê Trung Hưng được phục dựng lại, mặc dầu là Bù Dinh, Chúa Trịnh là nắm quyền, vua Lê Chúa Trịnh, nhưng mà Chúa Trịnh vẫn phất cao cái ngọn cờ là chánh nghĩa, là dựng cái vua Lê, tức là bày tôi trung thành với vua thiên tử. Mặc dầu quyền hạn ông thống trị hết, nhưng mà luôn luôn dựng cái cờ lên là dòng dõi vua Lê. Như vậy họ đã xây dựng một cái hệ thống đạo đức trong quan hệ xã hội theo cái trật tự của phong kiến Nho học. Trật tự phong kiến Nho học, ha? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, ha? Đó là theo trật tự phong kiến Nho học. Cho nên nói gì thì nói, đối với trong người dân, trong tình cảm người dân, thì Chúa Trịnh vẫn là chánh đạo, tức là hòa vua. Chúa Nguyễn mặc dầu Chúa Trịnh rất là thâm độc, gian ác, thâu tóm quyền lực các việc, đưa vua Lê chỉ làm bù nhìn, ông nào không được là loại hai người khác, thậm chí là loại trừ cả cái gia đình của là Nguyễn Kim. Cho nên là Nguyễn Hoàng chạy vô đây, rồi xây dựng các cái thế hệ Chúa Nguyễn sau đó, con cháu cháu chắc chích gì đó, chính đời Chúa, thì mang cái mối thù và biết cái thâm độc của Chúa Trịnh, cho nên tìm cách đánh. Mà khi đánh Chúa Trịnh vậy thì Chúa Nguyễn lại là cái người tôi không có trung rồi, thấy chưa? Nói gì nói Chúa Trịnh đang cầm cái cờ là hòa vua, Chúa Nguyễn đây là đánh Chúa Trịnh, tức là gián tiếp đánh với vua, thấy chưa? Cho nên Chúa Nguyễn trong Nam không thể nào mà đề cao cái trật tự phong kiến của cái mà Chúa Trịnh người kia, người ta đang nắm cái ngọn cờ đó. Cho nên Chúa Nguyễn trong Nam phát triển cái Phật giáo trở lại cái gốc mà từ thời nhà Lý cái ngàn năm trước đi theo. Bởi vì nếu trong này ông dương cao ngọn cờ là cái trật tự phong kiến, thì tự ông đã nói là ổng là cái người phản loạn, cho nên không thể chọn cái hệ thống tín ngưỡng mà theo cái trật tự phong kiến được. Mà muốn vậy để có một cái hệ thống tín ngưỡng để mà tập hợp được đông đảo cái lực lượng quần chúng mà nó ô hợp ở dưới này, thì ông phải đưa ra một cái gì, thì ông phải đưa ra một cái khái niệm đó. Xong cái hệ thống tư tưởng Phật giáo đó nó phải dung nạp được, nó phải hòa hợp với cái đặc điểm dân cư của ở đây, đặc điểm dân cư của cái vùng đất này. Vì vậy mình thấy vô trong cái nhà, cái chùa của cái khu vực này nó khác với cái chùa ở phía Bắc, từ cái cách thức thờ tự, kể cả những cái lễ lạc, từ những cái lễ lạc chính đó, còn rất nhiều cái lễ lạc khác. Đó là về mặt xã hội. Và chúng ta thấy về mặt kinh tế, về mặt kinh tế thì chủ yếu cái người dân chạy vô cái xứ trong này là chủ yếu làm cái nông nghiệp lúa nước. Mà nông nghiệp lúa nước cái khu vực này thời kỳ đó là luôn luôn bị cái ngập lụt, bị nó là cái vùng đầm trũng bồi lắng của hai cái lưu vực sông Tiền, sông Hậu, từ sông Mekong nó xuống. Cho nên một năm nó là 6 tháng cho tới 9 tháng là ngập. Thành thử ra cái trong quá trình tổ chức sản xuất đó buộc người ta phải liên kết với nhau,
buộc người ta phải cộng đồng chung với nhau mới làm được. Nó không phải có miếng ruộng là nó sạch sẽ khoảnh đó, chừng nào muốn làm ra đã làm, mà nó phải là phá phát quan, phá rừng, phá đầm lầy để mà canh tác. Mà muốn vậy phải có một cái lực lượng là một cái cộng đồng. Do vậy quý vị thấy bây giờ trong văn học mình sưu tập lại, mình sẽ thấy có những cái mà mình thấy là bây giờ là mình thấy nó không phù hợp, nhưng mà lúc đó nó phải vậy. Ví dụ những cái câu như là phu thê huynh đệ như thủ túc, huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục. Hoặc là tứ hải giai huynh đệ, tức là bốn biển khắp nơi vào chung đây thì coi như là anh em, mà trở thành huynh thành đệ, thành anh thành em thì như là tay chân với nhau. Mất cánh tay thì cũng không có làm lao động, không làm gì được. Cho nên là phải đoàn kết thống nhất, nghĩa là vì vậy người ta nói dân dân miền Tây, dân Trung Nam, dân Nam Kỳ là chịu chơi hay là móc ruột ra chơi, trút túi chơi. Bởi vì anh mà chơi xấu thì người khác họ loại anh ra liền, mà khi họ loại anh ra khỏi cộng đồng là anh chết. Còn khi đó cưới một cái người phụ nữ làm vợ thì người này không được thì cưới người khác. Đó là cái quan điểm bây giờ mà như thế là không thể được. Nhất là trong cái giai đoạn hiện nay, cái hội nghị IPO vừa qua, trong đó có cái hội nghị chuyên đề về cái vai trò nữ trong các tổ chức nghị viện thế giới được kia nào vậy đó. Thì cuộc sống là như vậy, rất là cùng cực. Vô trong phá khai quang khẩn cấp, vô trong sâu, trong rừng rậm, trong sâu, bao nhiêu cái bất trắc bệnh hoạn chết chóc. Và khi mà Gia Long lên đầu thế kỷ 19, 1822, thì Gia Long 1822 tới 1819, rồi binh mạng 1820 cho tới là 39, rồi thiệu trị là 40-47, từ Đức 48 cho tới là 83, Dục Đức, Hiệp Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc vậy đó, 84, bắt đầu 85, tới Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại đó, cho tới năm 45. Thì từ Gia Long lên thì ổng muốn, khi ổng diệt tập đoàn Trịnh ở phía Bắc rồi, diệt cái nhà Lê, dựng cái nhà Nguyễn, thì lúc đó Phật là một chuyện, nhưng mà lúc đó ông phải thống lĩnh xây dựng một cái quyền lực tập trung của cái chế độ phong kiến này. Cho nên mọi cái mà chống đối gạt hết. Và quý vị nhớ là cho một ý nữa là khi đó cái ảnh hưởng của cái tôn giáo phương Tây nó bắt đầu chọt vô rồi. Ảnh hưởng của tôn giáo phương Tây, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, nó đã bắt đầu nó thọt vô trong trong ruột rồi, trong ngay cái bộ chỉ huy trong đầu não rồi. Vì Nguyễn Ánh thì dựa vô phương Tây để mà đánh Tây Sơn. Cho nên những cái sự bất đồng trong cái người dân nói chung nó đã xuất hiện. Và khi đã xuất hiện thì triều đình phải đàn áp. Phải đàn áp. Mà khi đàn áp thì họ phải chống lại. Mà bị đàn áp nữa thì họ phải chạy ra xa, thì họ cũng tuôn về cái phía này, chạy ra xa về phía này, chứ phải ra phía Bắc, chạy về phía này. Như vậy rồi tới thời khi Gia Long mất, Minh Mạng lên, thì quý vị cũng biết trong giai đoạn đó Minh Mạng lên là 20, đúng rồi, là khoảng những năm 20-30 thì bắt đầu là một cái cuộc nội chiến rất là lớn, đó là Lê Văn Khôi đánh lấy cái Nam Kỳ này, chống lại với là Minh Mạng.
Mà cuộc chiến đó cũng kéo dài rất nhiều năm. Mà khi Minh Mạng năm 1833 Minh Mạng tập trung vô đánh mấy năm liền tiêu diệt, là người ta nói là đọc một số tài liệu của Sài Gòn, người ta đang đi tìm cái mồ chôn Mã Ngụy á, cái Mã Ngụy nghe đâu là cái chỗ, cái khu chỗ là chỗ bệnh viện Nhi Đồng một bây giờ đó. Tức là toàn bộ cái lực lượng mà theo Phan Văn Khôi, theo Lê Văn Khôi ở trong cái thành thành Gia Định á, Minh Mạng bắt là đào một cái hố đem chôn sạch gì đó hết. Khoảng năm 1833, tất cả những người bị, mà ông Lê Văn Khôi ở đây, ông phải là chiêu binh bãi mã ở đây, ông tập trung lực lượng đây, ông huấn luyện quân sự rồi có hậu cần nữa, cho nên có một cái lực lượng rất là đông. Cho nên khi mà Minh Mạng đưa quân vô tiêu diệt cái thành của Lê Văn Khôi rồi là bắt tất cả là giết sạch những cái người mà lính theo rồi ủng hộ đó. Cho nên một cuộc đàn áp sắc máu. Trong sử sách, trong những cái tư liệu của người Pháp á, thì nó nói là có cái đó, mà người ta đang tìm cái chỗ, cái chỗ gọi là mồ chôn Mã Ngụy là cái chỗ nào, thì người ta đang định vị ở đâu, khoảng cái chỗ mà là Rạp Hát Hòa Bình rồi đó, cái khu đó. Khu đó nó cũng mới đây thôi, quý vị thấy không, 1833 thôi, trăm mấy chục năm thôi. Vì vậy cái đời sống của cái người dân càng cùng cực. Nghèo khổ, bị đàn áp, bị rượt đuổi, đời sống cùng cực. Nhưng mà rồi sau đó không bao lâu, triều đình nhà Nguyễn lại buông mất cái đất nước này vô tay cái người Pháp, và khi đưa cho người Pháp vô đánh rồi, thì triều đình nhà Nguyễn mới thể hiện một cái sự bạc nhược. Pháp đánh 1858, 1858, Pháp nổ súng vô thành là bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng, ngày là tháng 5 năm 1858, tới 1862 4 năm thua, giao ba tỉnh. 5 năm sau nữa 1867 giao tiếp ba tỉnh nữa, hết toàn bộ cái Nam Kỳ từ Bình Thuận xuống tới Cà Mau, giao sạch cho Pháp hết. Thì theo mà khi giao Pháp thì cái người dân của khu vực này trở thành là cái người nô lệ cho cái thực dân Pháp, chứ họ chạy đâu nữa giờ, hết đường chạy rồi. Thành ra là triều đình thì muốn mình là tồn tại đó, muốn mình vẫn giữ cái ngôi vị đó, cho nên giao cái khúc trong này cho Pháp, rồi ngoài kia Pháp giữ lại cho họ khúc đó, thậm chí Pháp đưa tiền cho họ để họ sống, vua chúa truyền đời này đời nữa. Còn cái đám trong này thì nó sống sao sống, chết sao chết, thấy chưa. Cũng như là cha mẹ vô trách nhiệm sanh đẻ ra con ra vứt ra đường, cha mẹ vô trách nhiệm sanh đẻ con ra mà còn ráng mang nó đến cái cô viện hay đến cái chùa bỏ trước cũng còn đỡ, còn này liền nó ra ngoài đường. Thì triều đình nhà Nguyễn xử sự với dân trong cái Nam này như là cha mẹ liền con ra ngoài đường, thậm chí là liền vô chuồng cọp luôn đó. Thành thử ra người dân, người ta cái phản ứng của người ta lại là chống cả triều đình, là người ta chống Pháp, chống Pháp, và người ta chống cả cái sự là nhu nhược, tính toán cho riêng mình của triều đình. Thế nhưng tất cả những cái sự nổi dậy chống đối đó là một mặt bị triều đình ép. Ví dụ như quý vị thấy là cuộc khởi nghĩa của Trương Định, chính Tự Đức cũng ra chiếu dụ là
anh không có được đánh. Tôi kỷ luật anh á, nếu anh đánh đất này của người Pháp, thấy chưa? Cho nên là còn người Pháp thì nói cái này là cha mẹ của tôi là bán này cho tao hết rồi, tụi bây giờ là coi như là nô lệ của tao, là đừng lộn xộn, lũ nào là chặt đầu đó hết. Thành tử ra các cái phong trào đấu tranh võ trang là sạch sẽ hết. Từ Trương Định, Thủ Hoa Quân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, rồi tiếp sau đó sau này là Nguyễn Nhân Thành, Chiến Khu Bãi Thưa, rồi ông Ngô Lợi, là đồ đệ của ông Đoàn Minh Nguyên, tức là ông giáo chủ của cái Tứ Ân Hiếu Nghĩa, cũng khởi nghĩa, cũng bị tiêu diệt hết. Thế thì về mặt chính trị chúng ta thấy là cái sự đàn áp hà khắc của thực dân, của phong kiến, sự tắc trách vô trách nhiệm của giai cấp vua chúa, coi như là giao cái Nam Kỳ này cho cái Pháp để họ là ung dung tại vị ở cái ở triều đình. Con dân thì bị đẩy, bị nướng rồi đó. Như vậy chúng ta thấy tất cả những yếu tố đó nó ép người ta vô một cái chỗ là chỉ còn chạy ra ngoài trước cửa dậm cẳng kêu trời thôi, chứ không còn biết cái chỗ nào vừa nữa giờ. Coi như cái bậc cha mẹ là bỏ mình rồi. Xung quanh mình là bao nhiêu cái sự là ác thú kẻ thù vậy, mình thì nhỏ nhoi yếu đuối vậy, nghèo khổ vậy, chỉ biết đứng ra ngoài giữa trời mà kêu trời kêu đất thôi. Thành ra cái kỳ vọng một cái đấng để mà cứu rỗi, một cái nhu cầu về mặt là tâm linh, nhu cầu về mặt tinh thần của người ta, nó âm ỉ trong tất cả những cái cư dân ở trong vùng miền này. Chứ còn một cái đám nó đang là giàu có rồi, đang ăn nhậu vui vẻ cười ậu ngào, mình vô đó mình tuyên truyền để anh đi tu đi kia nữa, em đâu có chịu tu. Thành thử ra chính những cái yếu tố về kinh tế, về chính trị xã hội, nó đã tạo nên những cái nhu cầu của cái sự xuất hiện một cái tín ngưỡng đủ sức để nó tập hợp. Rồi, và chúng ta thấy như vậy khi mà nó xuất hiện thì nó phải làm sao để nó đáp ứng được cái nhu cầu của đa cái chủng tộc ở đây, đáp ứng được đa chủng tộc chứ không phải một chủng tộc, thấy chưa? Người Chăm, người Khmer, người Việt, người Tàu. Mà người Việt thì từ phía Bắc theo cái ảnh hưởng của Khổng giáo, rồi người cái phía ở trong phía Nam thì theo ảnh hưởng của Phật giáo, tất cả những cái thứ đó, thì làm sao có một cái hệ tư tưởng nào để có thể mà nó dung hợp được. Ít ra những cái người cư dân này họ cũng thấy bóng dáng của cái niềm tin của mình nó ở trong đó, nó gần gũi. Cũng như là kỳ tôi kể cho quý vị nghe mà cái chỗ mà Đức Mẹ Maria mà chết mà làm cái tượng á, những người đó họ phải cắt cái tay của bà trong cái tượng đó để nó giống cái bà, cái tượng nữ thần săn bắn kia, để người ta đi gắn được. Thế thì và khi như vậy thì cái sự cai trị hà khắc của thực dân Pháp cũng như những cái tàn ác của cái cường hào ác bá của cái bộ máy của cái tầng lớp của
cái nhà nước phong kiến. Thành ra mỗi một cái tụ hợp gì thì họ nói là chống, làm quốc sự là bắt bỏ tù, bắt bỏ tù, bắt bỏ tù. Quý vị nhớ Pháp đánh mình 1858 nha, 1862 là Pháp xây cái nhà ngục ở Côn Đảo đó, 4 năm sau thôi. 1862 là làm cái nhà ngục Côn Đảo. Quý vị đọc vô cái lịch sử của cái nhà tù Côn Đảo quý vị thấy. Tức là khi vô là nó biết là thế nào cũng có cái, nó tính một cái chỗ để gồm mấy này. Nào chặt đầu, nào là có tù đem tốt rồi đó. Thành thử ra các cái hình thức mà đấu tranh họ thấy là khó lắm chứ không phải dễ. Thì khi mà sau cái 1883-84 và ước Patanos, nhà Nguyễn công nhận cái Nam Kỳ là cái xứ thuộc Pháp, thì những cái hình thức, những cái luật lệ cơ bản của bản quốc Pháp được áp dụng ít nhiều ở Nam Kỳ. Trong đó tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do tín ngưỡng. Thế thì, và cũng trong giai đoạn này quý vị nhớ, ví dụ người Pháp họ vô đây họ lấy được cái Nam Kỳ rồi, họ làm liền cái chuyện gì? Họ làm cái bưu điện. Thấy chưa? Ngoài cái dinh của thằng toàn quyền Pháp, quý vị nhớ cho, cái dinh của thống đốc Nam Kỳ là cái ủy ban dân thành phố bây giờ đó. Còn cái dinh độc lập đó, đó là cái dinh của toàn quyền Đông Dương. Tôi hôm nay ở nhà tôi đọc tôi mới thấy lúc Pháp vô nó chiếm Đông Dương á, nó làm Đông Dương tới 6 cái kỳ lần chứ không phải 5. Trước giờ tôi tưởng 5 không à. Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, rồi xứ Ai Lao, xứ Campuchia. Là 5 xứ. Ai Lao, Campuchia, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ là 5 ha. Nó còn một cái nữa là cái xứ là gọi là Ngọc Ngọc Thanh, Ngọc Thanh hay Ngọc Châu rồi đó, là một cái phần đất, cái tức là cái đảo Hải Nam và cái phần đất giáp của cái miền Bắc là cũng của Pháp luôn, Pháp lấy luôn, đặt thành một cái xứ luôn, thành là cái toàn quyền Đông Dương là nó cai trị là 6 cái xứ. Xứ Bắc Kỳ, xứ Trung Kỳ, xứ Nam Kỳ, xứ Ai Lao, xứ Campuchia và một cái xứ nữa là giáp với Việt Nam bây giờ với Trung Quốc, luôn cái đảo Hải Nam. Là cái toàn quyền Đông Dương nó đặt đâu? Đặt ở chỗ dinh thống nhất bây giờ đó, là toàn quyền Đông Dương đặt đó. Thế thì để có cái dân sự cho cái bộ máy đó, cho nên là Pháp họ phải ra, họ phải nhanh chóng họ đào tạo một cái lực lượng là trí thức để phục vụ cho bộ máy. Vì đó họ xây dựng những cái trường cho Pháp. Đầu tiên là cái trường người Pháp xây dựng đầu tiên ở xứ Đông Dương này, đó là cái trường Lê Quý Đôn bây giờ. Là 1870 mấy đó. Thì cái sau cái trường thứ hai người Pháp họ xây, đó là xây cái trường Nguyễn Chiểu Mỹ Tho bây giờ, là 1879. Thế thì đầu tiên họ xây đi để cho những người con em của người Pháp qua đây làm việc học. Sau đó là họ mở rộng ra cho những người làm việc công chức cho Pháp học. Sau đó tiến tới cái chỗ cho những người làm có quốc tịch của Pháp, quốc tịch Tây ấy, học. Sau đó họ được đưa ra bên Pháp học. Thế thì từ đó nó mới xuất hiện một cái lớp trí thức. Trí thức vừa có cái ảnh hưởng dân tộc, vừa có một cái kiến thức của Tây học. Thì khi đó cái lớp trí thức này thì phần lớn là họ vô họ làm việc cho cái bộ máy của cái nhà nước Pháp. Ví dụ người ta nói những cái chuyện, ví dụ như là cái gì thấy cái Trần Trinh Quy là công tử Bạc Liêu á. Người ta mới tiếng nói cái này mình đọc vô mình thấy xuất thân ông này là nghèo chứ nó phải giàu. Ba cung Trần Trinh Quy, ông Trần Trinh Trạch, ông đó là cái người tiều, ông đi làm mướn cho địa chủ. Cái tới thời kỳ Pháp vô những cái năm 80 mấy, 1880 mấy chứ,
thì pháp mới là dựa vô cái địa chủ, làm cái bộ máy ở dưới cơ sở. Thì pháp muốn đào tạo những cái người để phụng sự cho cái bộ máy của nhà nước pháp thì phải lựa con của những người này. Mỗi gia đình, mỗi một cái ông địa chủ, ông bá hộ là phải đưa một cái người đi học pháp dạy. Thì ông này ông sợ quá, đưa sợ mất con ổng, cho nên ông bắt cái thằng ở đợ đi học thai. Thằng này con tôi đưa đi học thai. Đi học thai về nó được bổ nhiệm vô làm những cái quan chức cho ở cái địa phương đó. Ra quan chức địa phương đó thì vừa biết tiếng Việt, vừa cũng mới đầu tóc, mình vừa nói tiếng Tây rồi con lên. Cho nên là những ông địa chủ đó mà chạy tới chạy lui miệng thì đi khai nộp thuế đất này kia nọ, thấy có thằng quan thuế của pháp mà nói tiếng Việt Việt rồi con lành, cho nên là tìm cách gã con gái mình cho ông này. Ông đó đương nhiên ông trở thành là rể của một ông bá hộ giàu có, và ông có học biết tính toán, cho nên là cuối cùng mấy anh vợ em vợ rồi ra thì đất đai của cha mẹ mình nhiều mà cứ cuốn bài rồi chơi xả láng hết, bán lần lần ông anh rể này ông mua hết, ông gom thành ra ông thành ông địa chủ, ông thành ông có cả 100.000 mẫu đất. Đó là ba của công tử Bạc Liêu đó. Ba công tử Bạc Liêu đó là ông Trần Trinh Trạch. Rồi sau khi lấy con của ông bá hộ giàu có mà ông trở thành giàu rồi, đẻ con ra là công tử Bạc Liêu mới cho qua anh Pháp đi học đó. Anh Pháp ổng là cái người Việt thứ nhì mua máy bay, người Việt đầu tiên mua máy bay là Bảo Đại, vì ổng là ông vua. Ông này là dân thôi nhưng mà mua máy bay. Tới cái phần tôn giáo bản địa, chỗ mà Hòa Hảo với Bình Xuyên á, quý vị cũng sẽ thấy bóng dáng của ông Trần Trinh Quy ở trong đó. Rồi thì khi cái lực lượng trí thức đó, họ số họ làm cho người Pháp, và một số là họ ý thức là người dân mất nước, và họ tìm mọi cách để mà họ đấu tranh chính trị. Rất nhiều cái gì mình ngồi mình đọc, có thời gian mình đọc tương như tôi nói hoài chứ ông Dương Bát Trạc á, có đường Dương Bát Trạc quận 8 á, ông sinh năm 1910, ông đổ cử nhân năm 1916 đó, 16 tuổi đó. Pháp bổ ra làm tri huyện không đi, tìm cách chống Pháp qua bên Nhật, rồi cuối cùng qua bệnh ông bệnh ho lao, ông chết bên đó. Ông chết bên Nhật. Thời kỳ đó bệnh lao đâu có trị được, rất nhiều người, Phan Văn Hùm, Tạ Thu Tâu, rồi là Phạm Văn Chiêu, rồi là Hồ Văn Nghè, rồi Trần Chính Chiếu, rồi mình thấy cái đường đó, là toàn là những người trí thức. Kể cả những cái lãnh tụ của cái Cao Đài cũng từ là những người trí thức. Xong họ làm đủ thứ, La Báo cũng bị đóng cửa, lập đảng này đặt đảng kia cũng bị đóng cửa. Họ mới nghiên cứu cái cách là tập hợp dưới hình thức tôn giáo tín ngưỡng. Mà tôn giáo tín ngưỡng đúc ngay trong Sài Gòn liền chưa được. Anh sao khi không mà kêu ta vô tôn giáo thì nó nọ người ta đâu có đi. Người ta bệnh, những cái người thiên tai dịch bệnh này kia nọ, thuốc đâu có, đâu có y tế gì đâu. Thì những người này họ có nghiên cứu, họ có kiến thức, họ biết đông y, họ biết bấm huyệt, họ biết trị bệnh các việc. Họ đến họ trị bệnh bằng những cái thuốc nam, bằng những cái cây cối tại chỗ này kia nọ các việc. Và chỉ cách thức này kia nọ trị bệnh cứu người, không có ăn tiền. Và khi đến đó thì người ta gắn vía với cái việc tuyên truyền những cái quan điểm về tu thân, cuộc sống phải yêu thương, phải là sống đức độ, hiếu thảo với cha mẹ, vân vân, tất cả. Tức là ta đi vô những cái rất là nhẹ nhàng. Và người này trị bệnh hết, lại có ông thầy Năm nó, ông trị hay quá, mà lại ông rất là đạo đức, rồi cái gì gì lan ra, rồi cuối cùng là nó trở thành những cái tín đồ đến gì đó. Và khi đó rồi thì bắt đầu người ta mới tính cái chuyện là truyền đạt ở đây những cái hệ tư tưởng nó có mạch lạc,
Mà nếu nó vậy tổ chức cái hội trường như cái viện Phật học này vô đây bàn ghế micro rồi nói là ai đâu mà đi học, họ không biết chữ. Họ không biết chữ. Kinh lễ nhà họ còn không có cái chỗ để là ngủ nữa, là chỗ nào đâu mà để mà tụng kinh gõ mõ này kia nọ. Cho nên người ta phải nghiên cứu cái cách tu. Cách tu hết sức là đơn giản, không có ông Phật ông Chúa gì trơn á, cứ tấm vải đỏ treo đó được rồi. Không có bánh trái gì trơn á, cứ lấy ly nước lạnh ra ngoài trước cửa bẻ một cái bông gì đó cầm vô cái bình bông vậy được rồi. Không có bỏ vợ bỏ chồng nhà, tức là không có phải đi vô chùa đi đâu tu trơn á, ở nhà thôi. Và một cái việc nữa là phải lo cái chuyện là sản xuất cày cấy. Thành ra cái người kia họ nói lỡ ông này ông trị bệnh không tốn tiền, lỡ nghe ông nói chuyện tốt không à. Đâu có tu khỉ đâu, không kêu về nhà cứ là đeo tấm vải đỏ ra thì có gì tối thắp cái hương khất nguyện ông bà vậy được rồi. Kinh kệ là những cái câu thơ lục bát ai cũng thuộc, không biết chữ cũng thuộc, đi cấy cũng thuộc, đi cày cũng dân lắc giọng đưa con cũng có thể là đọc được những cái câu thơ đó. Thành thử ra tất cả những cái đó, tất cả những cái đó nó đặt ra và nó chỉ cần một cái nữa thôi, đó là xuất hiện cái giáo chủ để đủ sức mà có thể là quy tụ nó lại và phát triển thành một cái tín ngưỡng. Điều kiện kinh tế chính trị xã hội thì nó đã chín mùi hết rồi. Chỉ cần xuất hiện giáo chủ thì từ đó nó xuất hiện cái tôn giáo bản địa. Như vậy chính như những cái phần trình bày trên thì quý vị thấy tất cả cái tôn giáo bản địa nó sẽ mang cái hơi hướng là tôn giáo nhập thế, nhập thế. Chứ lúc đó mà như Phật giáo nói là thôi bây giờ đi tu đi, tu sao nó giờ là xuất gia, vợ con thì bỏ nhà, chồng con thì bỏ nhà, xuống tóc vô chùa ở chùa tu. Điều kia nó tôi tu rồi vợ tôi muốn năm con bỏ ai nuôi, để nhà tự sống sao sống được. Nếu đặt ra những cái cương phương pháp mà tu tập như vậy thì sẽ thua. Vì vậy chúng ta thấy cái tôn giáo bản địa nó luôn luôn trong giai đoạn này nè, luôn luôn nó là cái tôn giáo nhập thế. Thứ hai, nó phải dung hợp được các cái quan điểm. Thứ ba, nó giản lược được cái phương pháp tu tập. Thứ tư là cái nền của nó là Phật giáo. Và thứ năm là nó lồng vô đó cái lòng yêu nước. Đó là nguyên nhân nó dẫn đến cái sự xuất hiện các cái tôn giáo bản địa Việt Nam và những cái đặc điểm chung nhất của cái tôn giáo bản địa ở Việt Nam.